Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Cuộc sống của cụ bà sinh đôi ở tuổi 73, chồng qua đời sau 1 năm được làm bố. Mãi tới 73 tuổi, cụ bà mới được làm mẹ, nhưng chỉ sau 1 năm sinh con, chồng của bà lại đột ngột qua đời vì đau tim. Naramati Mangasama, hiện 75 tuổi, sống ở bang Andhra Pradesh, kết hôn với ông Raja, 84 tuổi, vào năm 1962, đó là cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng cả hai vẫn sống hạnh phúc cạnh nhau. Tuy nhiên, hành trình tìm con của cặp đôi lại vô cùng vất vả. Mãi tới khi bà Naramati, 73 tuổi, thì bà mới được làm mẹ. Bà Naramati cho biết, sau khi kết hôn, vợ chồng bà đã làm đủ mọi cách, như tìm sự tư vấn của các chuyên gia, thử nhiều loại thuốc nhưng vẫn không thể thụ thai. Năm 40 tuổi, bà Naramati bị mãn kinh sớm, khiến cho nỗ lực có con của họ đi vào ngõ cụt. Không chỉ đau đớn vì không thể có con, vợ chồng bà Naramati còn bị người thân hàng xóm bàn tán sau lưng, thậm chí bà còn bị họ hàng chửi là người đàn bà không biết đẻ. Khoảng thời gian đó thật tồi tệ, cảm giác như cánh cửa cứ đóng chặt trước mắt chúng tôi vậy. Vợ chồng tôi từng có ý định nhận con nuôi, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng không làm thế, bà Naramati chia sẻ. Vào năm 2018, khi bà Naramati đã 72 tuổi, bà tình cờ đến trường hợp một người phụ nữ ngoài 30 trong làng vừa sinh con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến phương pháp đó và rất muốn tìm hiểu thêm. Biết tôi khao khát có một đứa con, cô ấy đã cho tôi thông tin về phòng khám. Tôi biết làm thụ tinh nhân tạo sẽ rất khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn thử, bà Naramati nói. Bà Naramati sau đó nhanh chóng liên lạc với tiến sĩ Uma Hanka Sanakaisala, làm việc tại phòng khám Ahaja Nursing Home ở Guntur, bang Andhra Pradesh vào tháng 11 năm 2018. Họ gặp nhau lần đầu. Tại đây, bác sĩ đã làm một vài xét nghiệm để kiểm tra tình hình sức khỏe của bà Naramati. Kết quả sức khỏe của bà rất tốt, nên bác sĩ đồng ý giúp cho bà làm thụ tinh nhân tạo. Thực ra vào thời điểm đó, bác sĩ Uma Hanka chỉ nghĩ là bà Naramati mới ngoài 50. Ông chỉ biết tuổi thực của bà khi bà mang thai ở tháng thứ 8. Cặp vợ chồng già đã chi hơn 21 triệu đồng tiền Việt Nam cho đợt điều trị đầu tiên. Do bà Naramati không thể rụng trứng, nên các bác sĩ đã dùng trứng hiến tặng để thụ tinh với tinh trùng của ông Raja. Vào tháng 1 năm 2019, cặp vợ chồng già vô cùng vui mừng khi phát hiện bà Naramati đã có thai. Niềm vui được nhân đôi khi đó là một cặp song thai. Ngày 5 tháng 9 năm 2019, hai bé gái Rama Tulasi và Uma Tulasi chào đời bằng phương pháp mổ và mỗi bé nặng chưa tới 2kg. Bà Naramati được hàng loạt tờ báo trên thế giới đặt là bà mẹ già nhất thế giới khi bà sinh con ở tuổi 73. Tuy nhiên, bà chẳng nghĩ gì nhiều vì điều khiến cho bà hạnh phúc nhất lúc đó là được ẵm bồng các con của mình. Bà Naramati chia sẻ, cảm giác lần đầu được bế các con thực sự là quá tuyệt vời. Chúng tôi được giữ lại trong bệnh viện vài tuần để các bác sĩ theo dõi, đảm bảo rằng ba mẹ con tôi đều khỏe mạnh. May mắn thay, chúng tôi không gặp vấn đề gì và được về nhà. Lúc đầu mọi chuyện khá khó khăn. Bác sĩ nói tôi không nên cho con bú vì việc này sẽ khiến cho cơ thể tôi bị áp lực. Do đó tôi sử dụng sữa ở ngân hàng sữa mẹ. Nhiều đêm tôi bị mất ngủ nhưng thiền đã giúp tôi rất nhiều. Cặp vợ chồng chưa tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình được bao lâu thì ông Raja đột ngột qua đời ở tuổi 84 do đau tim, để lại người vợ già và hai con gái lúc đó mới 12 tháng tuổi. Mỗi khi nghĩ đến việc ông ấy đã qua đời, tôi là không kìm nén được sự xúc động. Ông ấy chỉ có 12 tháng ở bên các con, nhưng ít nhất thì ông ấy cũng đã được trải qua cảm giác làm cha trước khi chết, bà Naramati đau đớn nói. Cuộc sống ở độ tuổi gần đất xa trời nhưng lại phải một mình chăm sóc hai con nhỏ thật khó khăn. Nhưng may mắn là bà Naramati còn có một khoản tiền tiết kiệm để nuôi con. Hiện bà vừa phải chuẩn bị tư tưởng cho cái chết của mình, vừa phải chăm sóc cho các con. Người mẹ 75 tuổi đã giao phó các con cho một thành viên gia đình chăm sóc khi bà không thể tiếp tục đồng hành cùng chúng. Nhưng hiện tại tình yêu thương vô bờ dành cho các con, thứ mà Naramati từng nghĩ sẽ không bao giờ có được, để giúp cho bà vượt qua nỗi đau và những khó khăn. Thật khó khăn khi không có ông ấy ở bên, nhưng gia đình và bạn bè tôi vẫn ở bên. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục sống để chứng kiến các con trưởng thành, nhưng cũng đã nhờ một người bạn của gia đình nuôi dưỡng chúng. Nếu như có điều gì đó xảy ra đến với tôi,
Hiện tại tôi vẫn vui khi được làm mẹ. Sau bao nhiêu năm đau khổ vì không thể sinh con, Hiramati nói.